Hình như mình thấy có cái bóng đứng đó vậy ta. Ai ạ? À, đây này, đây này cả nhà. Có một cái bóng đứng mặc nguyên bộ đồ đỏ kìa cả nhà thấy không? Rồi. Mình mới thấy. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Rờm Vlog nha cả nhà. Thì quý cô chú, anh chị mình đó, thì hiện bây giờ thì Nguyên Rờm đang có mặt ở một cái căn nhà bỏ hoang. Thì nói chung cái căn nhà này chắc là mới quý vị cô chú. Thì hôm nay thì mình cũng được một người quen ở trên kênh mình nhờ mình đến một cái căn nhà bỏ hoang này. Và dân xung quanh ở đây thì thường thường người ta cũng thấy có hiện tượng tâm linh, cho nên người ta cũng điện cho Nguyên Rồng đến để quay tham quan, xem thử coi bên trong có vong linh hay không. Đó thì hôm nay Nguyên Rồng đã có mặt tại trước cửa căn nhà, thì để Nguyên Rồng xin mời quý cô chú anh chị mình theo chân của Nguyên Rồng vào bên trong nha. Ok cả nhà, thì hiện giờ thì Nguyên Rồng đang đứng ở trước cửa căn nhà luôn. Thì khi nãy quý cô chú anh chị mình thì cái anh chủ nhà ảnh có đến và ảnh mở cái cửa cho mình và ảnh đi về rồi đó. Thì ảnh nói bỏ quan cũng lâu lắm rồi, chỉ trong bên bên trong thì chỉ để những cái bao bị này kia thôi, lặt vặt thôi, cũng không có gì quý giá đó. Mà tâm linh thì dân xung quanh đây người ta thấy, cho nên người ta cũng không có dám đến gần quý cô chú anh chị. Đó, cái căn nhà đó quý cô chú anh chị mình. Thì bây giờ Rồi sẽ tiến vào bên trong nha quý cô chú anh chị. Thì đây căn nhà này thì đó, bỏ những cái đồ cũng như là bao bị với lại vật, những cái vật dụng mấy bơm nước này kia đó cả nhà. Đó thì bên bên trong này thì cũng có một cái mùng, cũng chăng một cái mùng và để vậy thôi chứ cũng không có ai, không ai ngủ hết trơn á. Để mình quay sơ cái căn nhà cho quý cô chú anh chị mình xem. Đó thì xung quanh thì để những cái bao bì này nè quý cô chú anh chị mình. À, tủ cái tủ thì cũng đã một nát hết rồi. Thì còn đây cũng có để một cái bình xịt sâu, xịt cỏ đó quý cô chú anh chị. Đây cũng có máy nè, máy móc cũng, nói chung là chỉ để những cái vật dụng, mấy cái máy này chắc cũng lâu, chắc cũ, chắc cũng không có xài được nên bỏ đó. Để mình quay sơ ở ngoài sau cho quý cô chú anh chị mình xem nè. Đây chắc nhà vệ sinh. Hình như mình thấy ở ngoài sau này hình như có cái ngôi mộ hay cái gì đó quý cô chú anh chị. Để mình bước ra sau nha. Hú hồn cái con gì. Thì ở xa xa cầm bên thì cũng có một ngôi nhà, chung thì cũng có người ta ở cho nên qua lại hoài người ta cũng thấy, người ta thấy bóng, một cái bóng ở bên trong căn nhà này nè đó, người ta mới gọi cho Nguyên Rồm. Thì Nguyên Rồm cũng đến, nói chung là đến được đây thì cũng xa, mình cũng cố gắng đến để cũng như là xem thử coi như thế nào. Đây mộ, ở đây có hai cái mộ nữa quý cô chú anh chị. Xung quanh thì có cái mương, chung thì giường tược nó cũng rất là rậm rạp. Mộ này thì chắc có lẽ cũng xưa lắm rồi, mà cái kiểu ngôi mộ mình nhìn cũng không có
không có biết của đạo người đạo gì hết á quý cô chú anh chị. Ở đây đây xa xa tút 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 nó quý cô chú anh chị thấy có một cái ngôi nhà bên đó không? Nhưng ngôi nhà đó thì ta vẫn còn ở. Thì nãy giờ quý cô chú anh chị mình thì nguyên giờ từ ở bên ngoài đi vào thì thấy cũng mình thấy cũng không có gì hết á. Ở đây là bên hông nè, đây nhà vệ sinh bỏ không ai ở nó bị sập sệ hết rồi. Ở bên hông này có cái căn cái máy bên hông đi rớt xuống quý cô chú anh chị. Thấy đây có quần áo đây nữa là quý cô chú anh chị. Trong tủ cũng còn quần áo mà nó bị mục á, nó mục nó rớt xuống luôn. Thì cả nhà thì mình cũng đã đi một vòng thì mình cũng chưa thấy một cái điều gì bất thường hết quý cô chú anh chị. Đó tuốt mình đó cũng có một căn nhà. Nè, cái máy ở trước sập luôn. Hình như mình thấy có cái bóng đứng đó vậy ta. Ai ạ? À? Đây 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 cả nhà. Có một cái bóng đứng mặc nguyên bộ đồ đỏ kìa cả nhà thấy không? Rồi. Mới thấy. Mới thấy đây mà ta. Mới từ đó đi vô đây luôn cả nhà. Thế giờ hết thấy à. Mới đi vô. Ở trong này nè, trong này gì nè. Đây nè cả nhà. Con này những người đàn bà cả nhà. Mới đi vô. Chị ơi. Chị ơi. Đứng rồi, đứng rồi. Đứng cả nhà. Đang đi tới mình luôn. Chào chị nha. Chị ơi. Đuổi mình rồi cả nhà. Đuổi mình. À. Ê. Cầm cái gì vậy quý cô chú anh chị ạ? Cầm cái gì vậy? Cầm cái gì cho nên mình cũng không dám lại gần nữa. Để mình che chích cho tốt này. Ta thấy à. Chị ơi, cho em hỏi xíu chị ơi. Đó cả nhà. Được, được. Khoan mình cái cây rồi cả nhà. Đứng lại đuổi mình nè. Rồi. Mới thấy vô đây mà trời. Y gian hồi nãy nữa cả nhà. Thì mình vừa
vừa thấy đi vô đây là mình đi lại liền nhưng mà không gặp. Đâu à? Mới nghe tiếng đâu à? Mới nghe tiếng động. Đâu có tiêu à? Đứng ngay chỗ đó luôn. Chị ơi, chị cho em hỏi ý xíu. Cái vòng này không không có nói gì mà cứ cầm đồ, chọi đồ, giục đồ này kia, mình cũng cũng sợ quá quý cô chú anh chị. Đuổi mình rồi, mồ hôi mình nó chảy luôn quý cô chú anh chị ạ. Bởi vì á, mấy cái người ở gần gần đây người ta đi qua đi lại là người ta thấy hoài luôn quý cô chú anh chị, ta thấy cái bóng này hoài luôn. Cầm gì vậy? Cầm con dao. Tạm thời mình ve ngoài. Đây còn đứng ngay chỗ đó đó. Không có tiêu à? Mình mới thấy rõ ràng đi vô đây mà mất tiêu nữa quý cô chú anh chị. Mình vô đây rồi. Đứng đây nè, đứng cầm gì kìa, cái nhà thấy không? Hồi nãy mình vô đó mình kiếm rồi mình không gặp. Đây nè cái nhà. Chị ơi, chị ơi cho em hỏi là chị ở đây lâu chưa vậy? Hả? Ở đây lâu chưa? Ở lâu hả? Mình chạy ra luôn chứ mình không có dám cầm cây cua cái này. Đuổi đuổi mình nè. Thì hôm nay em đến đây á, thì chị có cần em giúp đỡ đi gì không? Đi hả? Không, em muốn đến đây là muốn giúp đỡ cho chị á, tại vì chị chú ngụ ở trong đây và mọi người xung quanh đây người ta qua lại người ta thấy ta sợ, cho nên người ta cũng nhờ em đến để cúng kiến cho chị á. Đuổi mình nữa. Đi vô, đi vô trong đó nữa quý cô chú anh chị. Cái vòng này không biết sao, để xíu mình cúng thử coi sao ta. Thì ok cả nhà, chắc có lẽ Nguyên Ròm xin phép tạm ngưng một xíu nghe quý cô chú anh chị mình, để mình chuẩn bị lấy đồ ra và mình cúng thử coi cái vòng này có đánh hưởng hay không nha. Ok cả nhà, thì Nguyên Ròm cũng đã đặt máy rồi, thì bây giờ thì Nguyên Ròm sẽ tiến hành và thắp ba nén hương thử xem coi cái vòng này có đến hưởng nhang hay không nha cả nhà. Thì cái vòng này khi nãy quý cô chú anh chị
thì Nguyên Rơm đến và cái vong này cứ liên tục đuổi, không cho mình vào bên trong căn nhà đó, thì cho nên mình cũng không có cúng kiến gì, chỉ thắp ba nén hương xem như thế nào thôi. Thì nếu mà vong có đến hưởng thì để lần sau, thì Nguyên Rơm đến thì Nguyên Rơm sẽ chuẩn bị đồ cúng nha cả nhà. Thì cái căn nhà này thì theo mình nghĩ thì chắc có lẽ bỏ lâu quá. Không có nhang khói quý của chú anh chị mình, cho nên là vong linh họ mới vào để họ trú ngụ bên trong này đó, vì ở ngoài sau cũng có hai ba ngôi mộ nữa sau sau căn nhà này nè. Thôi thì bây giờ Nguyên Rơm xin phép tạm giờ khỏi camera nha quý của chú anh chị mình.
cả nhà thì sớm giờ thì Nguyên Rơm đi câu bên ngoài, thì không biết là quý cô chú anh chị mình ở bên trong này xem có thấy cái bông áo đỏ hồi nãy xuất hiện không quý cô chú anh chị mình. Thì nếu mà quý cô chú anh chị mình xem mà có thấy bông đó xuất hiện ngẫu nhiên đồ đó thì quý cô chú anh chị hãy comment bên dưới cho Nguyên Rơm biết nha. Thì đến đây chắc có lẽ Nguyên Rơm cũng xin khép video lại. Thì nếu mà bông này có đến và hưởng nhang và xuất hiện ở trước khu vực bàn cúng á, thì lần sau thì Nguyên Rơm sẽ quay trở lại, quay cho quý cô chú anh chị mình xem nha. Thì đến đây thì Nguyên Rơm cũng xin chúc quý ông bà, cô chú anh chị mình có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy phúc nha. Chào cả nhà.